Các nước Ả Rập tuyên bố có quyền võ trang cho dân quân Syria, tên từ Doha. Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Doha đã đồng ý rằng các nước Ả Rập có quyền trang bị vũ khí cho dân quân chống chế độ Al-Assad. Theo bản dự thảo tuyên cáo, Liên đoàn Ả Rập cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế công nhận Liên minh Quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria là đại diện hợp pháp của dân chúng Syria. Trong cuộc họp, Phó Tổng Thư ký, ông Ahmed bin Hili nói rằng, Liên đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực tìm giải pháp chính trị giải quyết cuộc xung đột Syria, nhưng cũng nhấn mạnh quyền của các nước cung cấp phương tiện tự vệ cho người dân Syria, trong đó có quyền cung cấp phương tiện quân sự cho quân đội tự do Syria. Các nước Ả Rập không bị lệnh cấm vũ khí của Hoa Kỳ và Liên Âu chi phối, có thể tự do quyết định cung cấp vũ khí cho dân quân Syria. Hôm nay, Syria, Nga và Iran đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Ả Rập về việc quyết định giành ghế của Damascus tại tổ chức này cho các đại diện của phe nổi dậy chống chính phủ, giữa lúc Liên minh đối lập Syria mở sứ quán đầu tiên tại thủ đô Doha của Qatar. Lãnh tụ đối lập Muaz al-Khatib đã lãnh đạo phái đoàn chiếm lấy ghế trống của Syria tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria nói rằng Liên đoàn Ả Rập đã gây tổn hại cho các giá trị của mình để phục vụ quyền lợi cho các nước vùng vịnh Ba Tư và các nước Tây Phương qua việc giành ghế đại diện của Syria cho Liên minh Quốc gia Syria, một tổ chức mà họ gọi là quái thai. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hành động của Liên đoàn Ả Rập là bất hợp pháp và không thể bào chữa được vì chính phủ Syria vẫn là một thành viên hợp pháp của Liên Hiệp Quốc. Iran là quốc gia đã phái cố vấn và cung cấp vũ khí và tiền bạc để giúp cho ông Al-Assad duy trì quyền lực. Hôm nay, Tehran đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc Liên đoàn Ả Rập thừa nhận thực thể mà họ mô tả là cái gọi là chính phủ lâm thời.